chưa nè, đẹp chưa? Đẹp quá. Đi con, ra, đi ra đây, đưa đây này con này, đấy, đấy, này cho con quả này. Con ở đây chờ mẹ nha. Ơi, mẹ đây. Gì vậy con? Mẹ đây mà con, chờ mẹ tí.
xong rồi. Hai giờ để đi về với mẹ thôi. Chị ơi thương quá. À, con đứng ra đây. Con đứng ra đây. À, đứng ra đây sao lại bé. Ừ. Con ra nhà ta đây. Ta về đây cho mẹ nào. Nào, về đây cho hai mẹ con mình đi về nhé. Đi dậu dưa vào vùng xong đi về thôi nhỉ. Yeah. Con. Ôi, đi dậu dưa nhá. Ừ, thương. Dạ, xong rồi. Mẹ đổ xong mẹ bế con. Rồi, mẹ con đi về nhá. Mua từ bạc đi.
con măng. Chị ơi, chị mua hộ em đi. Đây chị ơi, chị đi ạ. Cho thêm quả nữa đi rồi cho nó. Ăn mỡ dày, là đen của nó. Đây bà cứ cân mỡ cho cháu đi để cháu xem có miếng thịt nào để cháu mua. Bác chỉ bây giờ bán thế nào bà? Giờ bà lấy 10 thôi. Bán 10 á.
Bà cắt lọc đồ mỡ sạch sẽ chưa bà? Rồi, sạch sẽ rồi. Chưa cắt mấy tí nữa cắt lọc đồ mỡ này cho cháu nha. Xong mình đi về nhá. Cho hai mẹ con mình đi về nhá. Đây rồi, nào. Con lên. Come on.
về rồi đấy à? Em làm gì đấy? Em đang người mới rửa mỡ, đang rửa lọ đấy. Hôm nay mua thì mỡ thôi, em mua một ít về để dán mỡ. Thì mua đây để bố dán mỡ mẹ nhá. Em cầm đây. Thì anh bê vào đi. Bê vào để thái. Và để thái nè. Đấy. Một thái mỡ nha. Con đi ra cho mẹ làm con ơi. Bố thái mỡ để rán nha. Bố rán mỡ nhé. Tha con nhá. Con này ghế ở đây ngồi bố nè. Con này ghế, ghế đâu, ghế đó. Con này ngồi bố. Ê, con gà kìa, con ra xem gà kìa. Con ra đuổi gà vào chuồng đi, con ra cho gà vào chuồng đi. Sao con? Mơ hôm nay ngon nhỉ anh nhỉ? Hôm nay mơ bóng thật. Sao con? Con đưa đi chơi nhá, chờ bố mẹ thái mới nha con nhá.
mới để tán nha. Em mang chảo bay theo bếp trước nhanh nhá, để cho con nóng chảo lên để rán mỡ. Nào con ơi, đi vào đây với mẹ nào con ơi.
con ơi. Con đi ra thì mẹ dán nhé. Con chơi chờ mẹ nha. Để mẹ làm nốt con ơi. Ơi.
chơi với bố nha, mẹ đi vào mẹ nấu cơm trước nha. Con ngồi mẹ lên ghế con ngồi nhá. Con ngồi xem bố làm nhá. Con ngoan chờ mẹ tí nha. Ơi. Đây mẹ xong rồi. Con chơi đi, con chơi đi, con chơi cầu trượt đi.
Bé con vào ăn cơm đi anh. Con ơi. Ui. Ui. Nhiều chứ. Ui. À, ui ui. Ngon quá, cởi bánh ra cho con đi. Nào con ăn đi, con ăn đi. Ngon quá. Con ăn đi. Ok. Nào. Đây con ăn đi nào. Được rồi. Con ăn đi. Thế thôi được rồi, ăn đi. Nóng ấy, nóng ấy. Nóng ấy con. Nào, bố cho con ạ. Đây cái này này con ơi. Để mẹ gắp cái này. Này, con ơi. Con ăn. Con để đây nha, con ăn nha. Nào. Ăn cơm đi con, ăn cơm đi con ơi. Con ơi, ăn thử con tôm mới bố làm thế nào. Ăn đi con. Giòn ngon lắm, mày bố làm con ăn đi. Để cơm con ăn nha. Nào, măng miếng à. Cho mẹ miếng. Rồi, mày xin. Ăn thử cái bó làm nè. Ngon lắm. Nào, bố ăn nha, bố ăn nha. Nào, con ăn nào. Nào, nào con ăn. Ơi là ngon luôn. Nào. Con ăn đi, con ăn đi. Có lúc con đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Ăn rồi. Ăn rồi. Ăn rồi. Ăn mẹ ăn này, mẹ ăn này. Ngon con ăn đi nào. Nhà bố trên bì ngon quá. Ngon nhỉ anh nhỉ? Có ăn nào. Khỏe lắm. Đó, ăn. Ngon quá. Ngon quá rồi. Ui. Ăn đi con ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.